Xin kính chào và cảm ơn quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Thời sự tối của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình thứ 6 ngày 4 tháng 9 có những nội dung đáng chú ý sau đây. Ban chỉ đạo tỉnh tổ chức họp trực tuyến về công tác phòng chống dịch COVID-19. Ý kiến của cán bộ đảng viên đóng góp vào văn kiện đại hội lần thứ 19 Đảng bộ tỉnh. Hưng Yên sẵn sàng cho khai giảng năm học mới. Thu hồi xử lý các sản phẩm của công ty Lối sống mới, trong đó có sản phẩm pate Minh Chay vì không đảm bảo an toàn thực phẩm. Bắt đối tượng giả danh công an trên địa bàn huyện Kim Động. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh tổ chức hội nghị trực tuyến với 10 huyện, thị xã, thành phố và một số xã trên địa bàn tỉnh về công tác phòng chống dịch COVID-19. Dự hội nghị có các đồng chí Đỗ Tiến Sĩ, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Nguyễn Văn Phóng, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, trưởng Ban chỉ đạo tỉnh. Theo báo cáo của Ban chỉ đạo tỉnh, tính đến 16 giờ ngày 3 tháng 9 năm 2020, tỉnh Hưng Yên chưa ghi nhận ca bệnh mắc COVID-19. Tính từ khi có dịch đến nay, toàn tỉnh đã cách ly 18.073 lượt người. Hiện nay đang cách ly 491 người, trong đó tại cơ sở y tế còn 3 người. Tại cơ sở cách ly tập trung của tỉnh có 199 người. Tại cơ sở cách ly tập trung của huyện còn 27 người. Cách ly tại nhà nơi lưu trú có 262 người. Tại hội nghị, các đơn vị địa phương đã báo cáo công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19, việc rà soát nắm những người cần cách ly, quản lý, theo dõi sức khỏe, đề xuất một số vấn đề nhằm thực hiện có hiệu quả cho công tác phòng chống dịch bệnh. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Bí thư tỉnh ủy Đỗ Tiến Sĩ khẳng định, thời gian qua chúng ta đã rất quan tâm đến công tác phòng chống dịch. Kết quả hiện nay vừa là sự may mắn, vừa là thành quả cố gắng của cả hệ thống chính trị và nhân dân tỉnh Hưng Yên. Chúng ta đã có những bài học kinh nghiệm trong từng bước triển khai phòng chống dịch và xử lý những tình huống phức tạp nguy hiểm. Trong thời gian tới, để đáp ứng được nhiệm vụ thực hiện mở cửa để phát triển nền kinh tế chung của đất nước, đồng chí Bí thư tỉnh ủy yêu cầu cấp ủy chính quyền các cấp, các tổ chức xã hội tiếp tục thực hiện tốt công tác phòng chống dịch, hạn chế tụ tập đông người, khuyến khích, động viên thực hiện việc tự giám sát. Phát biểu kết luận hội nghị, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Phóng đồng tình với báo cáo kết quả phòng chống dịch của ngành y tế và gửi lời cảm ơn đến đội ngũ y bác sĩ trong toàn tỉnh, những người đã chịu nhiều vất vả trong tuyến đầu chống dịch và làm tốt công tác khám chữa bệnh cho nhân dân. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh nhấn mạnh công tác phòng chống dịch COVID-19 vẫn tiếp tục là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh. Những kinh nghiệm quý báu trong 8 tháng thực hiện phòng chống dịch vừa qua sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho chúng ta thực hiện phát triển kinh tế xã hội trong thời gian tới. Đồng chí yêu cầu các sở ngành và địa phương tiếp thu các kiến nghị của ngành y tế để công tác phòng chống dịch COVID-19 đạt hiệu quả cao hơn. Các địa phương, đơn vị phải chủ động xây dựng các kịch bản ứng phó khi xuất hiện các ca bệnh. Quy trình phòng chống dịch phải được kích hoạt thần tốc, phát hiện sớm, xử lý nhanh, bao vây khoanh vùng dập dịch, không để lây lan ra cộng đồng. Mỗi người dân phải tự thay đổi thói quen sống, sinh hoạt và giao tiếp. Ngành y tế tiếp tục đề xuất những giải pháp linh hoạt hơn, hướng dẫn về vệ sinh an toàn thực phẩm, tăng cường kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm. Cơ quan công an tiếp tục quản lý chặt chẽ về xuất nhập cảnh, ngành giáo dục thực hiện khai giảng ngắn gọn, giãn cách, phòng dịch. Quy định rõ các trường lớp nào được tổ chức ăn bán trú, quan tâm đến vấn đề ký kết hợp đồng cung cấp thực phẩm. Nhân dịp này, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Phóng đã trao quyết định của Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương về việc công nhận năng lực xét nghiệm khẳng định virus SARS-CoV-2 cho Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Hưng Yên. Thưa quý vị và các bạn, trong đầu tuần qua, toàn bộ các tuyến vận tải khách cố định và buýt tại Hưng Yên đã hoạt động trở lại khi thành phố Hà Nội và tỉnh Hải Dương thực hiện giãn cách xã hội. Theo đó, 100% số tuyến vận tải khách cố định và buýt đã hoạt động trở lại với 8 tuyến xe buýt và 90 tuyến cố định vận chuyển khách đi hầu hết các tỉnh thành trong cả nước. Có 147 xe thuộc các tuyến buýt đi các tỉnh thành như thành phố Hà Nội, tỉnh Hải Dương, Thái Bình và tỉnh Hà Nam và 250 xe khách tuyến cố định đã hoạt động trở lại, đảm bảo chuyên chở khách theo đúng lộ trình, đúng tuyến đã được ngành giao thông vận tải các tỉnh thành phố phê duyệt. Tuyến buýt 206 đi Hải Dương là tuyến cuối cùng được mở trở lại sau giãn cách và hoạt động từ ngày 2 tháng 9 vừa qua.
Thưa quý vị và các bạn, ngày mai gần 315.000 trẻ mầm non và học sinh các cấp trên toàn tỉnh bước vào lễ khai giảng năm học 2020-2021. Thời điểm hiện tại, các địa phương trường học chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện để lễ khai giảng diễn ra ngắn gọn, an toàn và ý nghĩa. Thưa quý vị và các bạn, những năm trước, đây sẽ là thời điểm mà thầy và trò trường tiểu học Lạc Đạo huyện Văn Lâm có mặt đông đủ để luyện tập các nghi lễ và hoàn thiện các tiết mục văn nghệ chuẩn bị cho lễ khai giảng. Thế nhưng mà năm nay thì như quý vị và các bạn đã thấy ạ, chỉ có một vài giáo viên cùng học sinh đến trường hoàn tất công tác chuẩn bị, đảm bảo cho một lễ khai giảng diễn ra ngắn gọn, an toàn và vẫn đầy đủ ý nghĩa. Năm học 2020-2021, trường tiểu học Lạc Đạo huyện Văn Lâm có gần 1.800 học sinh. Để đảm bảo yêu cầu giãn cách phòng chống dịch COVID-19, nhà trường triển khai lễ khai giảng với hai hình thức, trong đó khoảng 400 học sinh sẽ dự lễ khai giảng trực tiếp tại trường, số còn lại sẽ theo dõi trực tuyến qua phần mềm Chance. Nhà trường cũng đã chuẩn bị đầy đủ các vật tư y tế như khẩu trang, nước sát khuẩn, đồng thời yêu cầu phụ huynh hạn chế tập trung đông người tại trường. Về cái cơ sở chuẩn bị các em theo dõi cái trực tuyến thì cũng sẵn sàng các thiết bị hơn 500 điểm cầu của các cháu có thể vào cùng một lúc. Tại trường mầm non vùng Chí Kiên, thị xã Mỹ Hào, thay vì tập trung cả trường như mọi năm, lễ khai giảng được tổ chức theo từng lớp học. Theo chỉ đạo, nhà trường không tập trung trẻ tới lớp để tổ chức tập luyện trước lễ khai giảng. Các thầy cô đã có cách làm sáng tạo, đảm bảo đây là ngày hội đưa trẻ đến trường. Các cô sẽ làm những cái video clip ấy, để gửi về cho các bậc phụ huynh, thì các bậc phụ huynh là theo cái những cái nội dung mà cô giáo truyền đạt thì các bậc phụ huynh rèn giúp ở nhà. Buổi sáng qua là các con đến trường thì là các cô đã rèn cho các con lại là những cái bài hát mà bài múa mà các cô đã gửi clip về tại gia đình. Các lớp cũng đã chuẩn bị là tâm thế để cho các con được đón một ngày lễ khai giảng đầu năm học mới thật là vui vẻ và hào hứng. Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, Sở Giáo dục và Đào tạo đã có hướng dẫn các trường tổ chức lễ khai giảng diễn ra trang nghiêm, ngắn gọn, không quá 45 phút và tuân thủ nghiêm các biện pháp phòng chống dịch. Chúng tôi chỉ đạo các nhà trường là tiến hành khai giảng làm sao nhanh, gọn, vừa là đảm bảo trang trọng đấy, trong ngày khai trường của học sinh, nhưng vừa đảm bảo an toàn trong cái việc phòng chống COVID-19. Tại các gia đình, các bậc phụ huynh học sinh cũng đã sớm chuẩn bị đầy đủ đồ dùng cá nhân cho con em tới trường. So với những mùa khai giảng trước, hành trang của các con không chỉ là cặp sách mới, quần áo mới, mà không thể thiếu khẩu trang, dung dịch rửa tay. Lần đầu tiên bé được dự lễ khai giảng ở trường tiểu học, cũng như tôi cũng là lần đầu tiên cũng được chuẩn bị cho cháu khai giảng. Nên là cũng hai mẹ con cũng rất là hồi hộp và cũng chuẩn bị đầy đủ để mong là có cái buổi khai trường ngày mai tốt nhất và là mang lại nhiều niềm vui nhất cho các con. Ngày mai, mùng 5 tháng 9, cùng với học sinh cả nước, gần 315.000 học sinh của tỉnh Hưng Yên sẽ bước vào lễ khai giảng năm học mới. Đến thời điểm hiện tại, mọi công tác chuẩn bị đã hoàn tất. Hưng Yên đã sẵn sàng các điều kiện để lễ khai giảng diễn ra ngắn gọn, an toàn và ý nghĩa. Thưa quý vị và các bạn, để làm rõ hơn về những nhiệm vụ trong năm học tới, chúng tôi đã mời đến trường quay ông Nguyễn Văn Phê, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hưng Yên. Xin cảm ơn ông đã nhận lời tham gia chương trình. Thưa ông, trong năm học 2020-2021, ngành giáo dục Hưng Yên đã có những đề ra những mục tiêu và nhiệm vụ gì ạ? Đối với năm học 2020-2021, ngành giáo dục đào tạo Hưng Yên tiếp tục thực hiện nghị quyết 29 của Trung ương Đảng cùng với chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị đã thể hiện rõ trong một số cái nhiệm vụ của năm học 2020-2021 như sau. Thứ nhất là đối với ngành giáo dục đào tạo thì thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới và đặc biệt là đối với học sinh lớp 1. Năm học 2020-2021 thì ngành tăng cường giáo dục đạo đức học sinh, rồi tăng cường kỷ cương nề nếp trong các nhà trường và đặc biệt là trong đó thì đã chú trọng đến chương trình tư vấn học đường cho đối với học sinh cũng như là các thầy các cô. Và để đảm bảo tốt những cái nội dung trên thì ngành sẽ ứng dụng công nghệ thông tin trong việc đổi mới quản lý dạy và học. Và trong đó thì cũng lại làm tốt một cái việc nữa, đó là việc phân luồng học sinh sau trung học cơ sở và trung học phổ thông. Và đặc biệt nữa để giúp các thầy các cô cũng như là nhân dân thực hiện các cái nhiệm vụ trong ngành giáo dục đào tạo thì chúng tôi làm tốt công tác cải cách hành chính trong ngành giáo dục và đào tạo.
Vâng thưa ông, các chuyên gia dự báo là dịch COVID-19 thì vẫn sẽ diễn biến phức tạp và trong thời gian tới, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hưng Yên đã có những giải pháp gì để hoàn thành nhiệm vụ năm học ạ? Đối với năm học 2020-2021 thì ngành vẫn tiếp tục ứng dụng công nghệ thông tin trong quá trình dạy và học, hỗ trợ học sinh vừa học trực tiếp vừa học trực tuyến. Thế và tiếp tục chỉ đạo các cơ sở giáo dục thực hiện chương trình giảm tải của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Và cái thứ ba là tăng cường các cái biện pháp phòng chống dịch một cách hiệu quả hơn nữa, trở thành một cái kỹ năng sống trong cái giai đoạn hiện nay. Năm học 2020-2021 thì ngành giáo dục vừa thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới ở khối lớp 1 và chuẩn bị các điều kiện để tiếp tục thực hiện ở các khối lớp bậc học khác trong năm học tới theo lộ trình của Bộ. Và nhiệm vụ này thì đã được thực hiện như thế nào ạ? Ngành đã làm tốt công tác bồi dưỡng cho đội ngũ các thầy các cô thực hiện tham gia giảng dạy đối với học sinh lớp 1 và đã chỉ đạo các cơ sở giáo dục và đào tạo nghiên cứu sách giáo khoa và nghiên cứu chương trình giáo dục phổ thông mới một cách kỹ lưỡng. Các thầy cô đã dạy thực hành và đã rút kinh nghiệm cùng với các huyện, thị xã, thành phố chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất. Và để đảm bảo cho những năm học tiếp theo thì năm nay ngành tiếp tục triển khai các cái nội dung bồi dưỡng các thầy các cô trong công tác giảng dạy đối với lớp 2 và lớp 6 và năm tiếp theo. Và đặc biệt là năm nay thì cũng đã hoàn thành cái chương trình giáo dục địa phương và cũng đang tiếp tục viết chương trình giáo dục địa phương cho hoàn thiện khối tiểu học và khối trung học trong năm tiếp theo. Vâng ạ. Xin cảm ơn ông đã tham gia chương trình và hy vọng rằng bước sang năm học mới thì ngành giáo dục và tỉnh Hưng Yên sẽ đạt được nhiều thành công hơn nữa. Thưa quý vị và các bạn, bắt đầu từ hôm nay, Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên sẽ tuyên truyền các nội dung cơ bản trong dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19 để các cán bộ, đảng viên và nhân dân trong tỉnh đóng góp ý kiến xây dựng. Trong chương trình thời sự hôm nay, chúng tôi sẽ giới thiệu mục tiêu chung nhiệm kỳ 2020-2025 của dự thảo báo cáo chính trị. Về mục tiêu tổng quát, xây dựng chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn dân, đẩy mạnh đổi mới, sáng tạo, bảo đảm quốc phòng an ninh, xây dựng Hưng Yên thành tỉnh công nghiệp hiện đại, nông nghiệp hiệu quả cao, phát triển nhanh và bền vững, tiếp tục thực hiện các khâu đột phá trung ương đề ra, đồng thời đẩy mạnh thực hiện 3 khâu đột phá. Thực hiện quy hoạch tỉnh, tập trung thu hút đầu tư phù hợp quy hoạch, ưu tiên dự án quy mô, công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp hỗ trợ, công nghiệp công nghệ số, đóng góp tích cực cho tăng trưởng và ngân sách nhà nước. Tập trung tháo gỡ khó khăn, huy động các nguồn lực đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội, thương mại dịch vụ và đô thị, phát triển hạ tầng số, ưu tiên hạ tầng giao thông và các địa bàn trọng điểm để tạo động lực phát triển. Trên cơ sở quy hoạch cán bộ, tăng cường công tác đào tạo, đánh giá, sử dụng thông qua việc đẩy mạnh luân chuyển giữa các cấp, các ngành, chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ kế cận, cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ có uy tín, năng lực nổi trội. Thời điểm này, các cán bộ đảng viên trên địa bàn tỉnh vẫn đang tích cực đóng góp ý kiến vào văn kiện Đại hội 13 của Đảng và dự thảo báo cáo trình Đại hội 19 Đảng bộ tỉnh. Đa số các ý kiến đóng góp vào dự thảo văn kiện và dự thảo báo cáo chính trị đã được các đảng bộ huyện, thị xã, thành phố tập hợp tại thời điểm tổ chức đại hội trong tháng 7 và tháng 8. Tuy nhiên hiện nay, vẫn còn nhiều đảng viên có ý kiến đóng góp, nhất là góp ý một số nội dung liên quan đến công tác xây dựng đảng, thực hiện hiệu quả có trọng tâm, trọng điểm, các chỉ thị, nghị quyết của đảng. Để thực hiện hiệu quả hơn, cái chỉ thị số 05 cũng nêu cao cái vai trò nêu gương của người đứng đầu trong việc tổ chức triển khai, thực hiện để làm sao mà cán bộ, đảng viên và nhân dân qua đó, nhìn vào đó để học tập và làm theo. Cái thứ hai nữa là gắn với việc xây dựng chỉnh đốn đảng, góp phần vào cái việc mà giải quyết những vấn đề bức xúc ở địa phương, cơ sở, góp phần vào thực hiện thắng lợi các cái mục tiêu, các cái nhiệm vụ giải pháp, các cái đột phá và các cái chương trình trọng tâm mà đã được xác định trong nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025. Với thị xã Mỹ Hào, huyện Văn Giang, Yên Mỹ và thành phố Hưng Yên, nhiều ý kiến tâm huyết của cán bộ đảng viên đều mong muốn các nội dung của dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội 19 Đảng bộ tỉnh Hưng Yên cần tập trung làm rõ hơn việc quy hoạch và phát triển đô thị trong những năm tới. Đây đa số là các khâu đột phá của đảng bộ các địa phương này trong nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra, nhất là vấn đề quy hoạch vùng
và thực hiện quy hoạch vùng như thế nào để phát triển hài hòa giữa công nghiệp dịch vụ, thương mại và đô thị. Trong nhiệm kỳ tới thì rất mong là Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 19 tiếp tục quan tâm xây dựng thành phố Hưng Yên cũng như là các đô thị ngày càng phát triển, đặc biệt là chú trọng một số các lĩnh vực liên quan đến kết cấu hạ tầng về thương mại dịch vụ, để đưa thành phố Hưng Yên cũng như là thị xã Mỹ Hào sánh vai cùng với lại cả một số các thành phố trong tỉnh cụm đồng bằng sông Hồng. Một số ý kiến của cán bộ đảng viên các huyện khu Nam của tỉnh đều có chung quan điểm đóng góp cho dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội 19 Đảng bộ tỉnh về việc gắn phát triển hài hòa công nghiệp dịch vụ với giữ đất nông nghiệp. Bên cạnh đó là tỉnh tiếp tục coi trọng hơn đến công tác phát triển nông nghiệp sạch, nông nghiệp hữu cơ và đầu tư cho chế biến nông sản. Chúng tôi đề nghị tỉnh tiếp tục quan tâm duy trì việc hỗ trợ cho sản xuất nông nghiệp như giai đoạn trước đây, và đặc biệt quan tâm vào khâu chế biến, bảo quản sản phẩm. Bởi vì thực tế hiện nay khi mà chúng ta đã hình thành được cái vùng sản xuất lớn, tập trung như vậy thì cái số lượng sản xuất ra rất nhiều. Mỗi ý kiến đóng góp tâm huyết của nhân dân, cán bộ đảng viên trên địa bàn tỉnh đều được tiểu ban văn kiện đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh chọn lọc, tập hợp để đưa vào từng nội dung cho phù hợp với tình hình phát triển kinh tế xã hội của tỉnh trong những năm tới. Nhờ tận dụng tốt thời cơ phát triển ngành hàng khi dịch SARS-CoV-2 bùng phát, trong 8 tháng đầu năm, Bưu điện tỉnh Hưng Yên đã tăng doanh thu trên 10%. Tổng doanh thu 8 tháng đầu năm của Bưu điện tỉnh đạt trên 199 tỷ đồng, đạt 70,5% kế hoạch năm 2020. Theo đó, hai ngành hàng tăng trưởng mạnh là lĩnh vực tài chính, bưu chính tăng 12% và dịch vụ chuyển phát tăng 10%. Bên cạnh các ngành hàng tăng trưởng khá, thì Bưu điện tỉnh cũng chủ động điều chỉnh giảm lợi nhuận do hết tài nguyên ở dịch vụ mua bán SIM thẻ, mua bán hàng tiêu dùng lẻ. Trong tháng 8, đội quản lý thị trường số 5 của quản lý thị trường Hưng Yên đã phối hợp với phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh kiểm tra, phát hiện và thu giữ trên 32.000 chiếc khẩu trang vải không dệt thành phẩm và 1.500 chiếc phôi khẩu trang vải không dệt chưa hoàn chỉnh. Toàn bộ số khẩu trang bị thu giữ trên đều đang được các chủ hàng vận chuyển trên đường mang đi tiêu thụ. Tại thời điểm kiểm tra, các chủ của những lô hàng khẩu trang nói trên đã không xuất trình được giấy tờ, hóa đơn, chứng từ, tài liệu chứng minh nguồn gốc xuất xứ hợp pháp của số khẩu trang trên. Đội quản lý thị trường số 5 đã tạm giữ toàn bộ số khẩu trang nêu trên để xác minh, làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật. Hiện lực lượng chức năng tỉnh sẽ tăng cường giám sát các hoạt động thu mua khẩu trang không rõ nguồn gốc, số lượng lớn, không để khẩu trang kém chất lượng tràn lan ra thị trường, đặc biệt trong hoàn cảnh dịch bệnh phức tạp như hiện nay. Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn vừa có văn bản đề nghị các cơ quan chức năng và các địa phương kiểm tra, rà soát, thu hồi, xử lý các sản phẩm của công ty Lối Sống Mới vì không đảm bảo an toàn thực phẩm. Theo số liệu của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn thành phố Hà Nội cung cấp danh sách khách hàng của công ty Lối Sống Mới, trên địa bàn tỉnh Hưng Yên có 80 đơn hàng mua 13 sản phẩm của công ty Lối Sống Mới, trong đó có 46 đơn đặt hàng mua sản phẩm pate Minh Chay. Các đơn hàng từ 1 đến 2 lọ sản phẩm được người tiêu dùng đặt mua trực tiếp qua hệ thống online về sử dụng. Trong đó huyện Văn Giang có 13 khách hàng, thị xã Mỹ Hào 16 khách hàng, thành phố Hưng Yên 17 khách hàng, huyện Yên Mỹ 10 khách hàng, huyện Văn Lâm 8 khách hàng, huyện Kim Động 5 khách hàng, huyện Khoái Châu 7 khách hàng, huyện Ân Thi 2 khách hàng, huyện Tiên Lữ Phù Cừ mỗi địa phương 1 khách hàng. Các sản phẩm thu hồi xử lý gồm pate Minh Chay, pate nấm Hầu Thủ, ruốc nấm Harry vị hảo hạng, muối vừng Bát Bảo vị đặc biệt, ruốc nấm Harry hương thảo mộc, giò lụa lúa mì, muối lạc truyền thống, chảo quế lúa mì, muối vừng Bát Bảo, giò nấm lúa mì, ruốc nấm truyền thống, ruốc nấm xả ớt, ruốc nấm cháy tỏi trên địa bàn. Trước đó, ở một số địa phương đã xuất hiện nhiều các ca ngộ độc thực phẩm khi dùng sản phẩm pate Minh Chay. Vừa qua, Công an huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên nhận được tin báo tại nhà nghỉ Kim Liên ở xã Đồng Thanh, huyện Kim Động có một nam thanh niên mặc trang phục ngành công an đeo biển trên ngực mang tên Nguyễn Quang Toàn đến kiểm tra cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú tại địa chỉ trên có nhiều biểu hiện nghi vấn.
Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an huyện Kim Động phối hợp với Công an xã Đồng Thanh tiến hành làm việc với nam thanh niên này. Nam thanh niên giới thiệu là cán bộ Cục Cảnh sát Hình sự Bộ Công an đang thực hiện nhiệm vụ trên địa bàn huyện Kim Động. Tuy nhiên không xuất trình được thẻ ngành và giấy tờ liên quan đến việc kiểm tra cơ sở kinh doanh lưu trú. Qua đấu tranh, đối tượng khai nhận tên là Nguyễn Quang Toàn, sinh năm 1982 ở xã Chính Nghĩa, huyện Kim Động. Ngày 30 tháng 8 năm 2020, Toàn đã mặc trang phục trên và đến 6 nhà nghỉ trên địa bàn huyện Kim Động để yêu cầu kiểm tra giấy tờ, khách lưu trú với mục đích gây khó dễ, khiến các chủ nhà nghỉ phải chi tiền bồi dưỡng cho Toàn. Được biết, trước đó, Toàn đã có một tiền án về tội lạm dụng tín dụng chiếm đoạt tài sản. Hiện Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện đang lập hồ sơ và xử lý theo quy định. Kính mời quý vị và các bạn đến với phần tin quốc tế. Thưa quý vị và các bạn, trong một phát biểu gần đây, trợ lý Ngoại trưởng Mỹ phụ trách khu vực Đông Á và Thái Bình Dương, ông David Stilwell, cảnh báo việc Trung Quốc thao túng dòng chảy của sông Mekong là một thách thức khẩn cấp. Sông Mekong hiện đang trở thành một mặt trận mới trong cuộc đối đầu giữa Mỹ và Trung Quốc. Ông David Stilwell dẫn một báo cáo gần đây cho rằng Trung Quốc thao túng dòng chảy dọc sông Mekong trong 25 năm qua, trong đó sự gián đoạn dòng chảy tự nhiên nghiêm trọng nhất xảy ra đồng thời với việc xây dựng và hoạt động đập lớn. Theo ông Stilwell, sông Mekong hiện ghi nhận mực nước thấp kỷ lục và tình trạng này đã tàn phá mùa màng, đe dọa an ninh lương thực, lượng nước trong toàn khu vực và tiềm ẩn nguy cơ bất ổn rất lớn. Ngoài ra, quan chức này cũng cho biết Mỹ đang làm việc với các nước thuộc tiểu vùng sông Mekong, Ủy ban sông Mekong và các đối tác quốc tế để đảm bảo Trung Quốc đáp lại lời kêu gọi minh bạch dữ liệu dòng nước. Các hãng tin đánh giá tín dụng và cố vấn kinh tế cho chính phủ Lào cảnh báo nợ công của Lào đã vượt ngưỡng nguy hiểm và có nguy cơ vỡ nợ. Theo dữ liệu được công bố hồi tháng 6, dự trữ ngoại hối của Lào đã giảm xuống chỉ còn 864 triệu đô la Mỹ, trong khi nợ phải trả của nước này từ nay đến cuối năm 2024 là hơn 1 tỷ đô la Mỹ mỗi năm. Nguy cơ vỡ nợ của Lào là rất cao nếu không có sự can thiệp. Tháng 8 vừa qua, chính phủ Lào báo cáo trước Quốc hội rằng nợ công của nước này có thể tăng lên 65-68% GDP trong năm 2020. Do nguồn thu của quốc gia giảm, cộng với nợ vay tăng do đại dịch COVID-19. Các tổ chức tín dụng lớn như Moody hay Fitch đều đánh giá triển vọng tín nhiệm của Lào ở mức rủi ro cao. Trước kỳ vui mừng với thành tích 100 ngày sạch bóng SARS-CoV-2, Thái Lan vừa bất ngờ ghi nhận một ca lây nhiễm COVID-19 trong cộng đồng mà không rõ nguồn lây. Theo giới chức Thái Lan, bệnh nhân là một người đàn ông 37 tuổi, được xét nghiệm và cho kết quả dương tính với virus corona chủng mới gây bệnh COVID-19 hôm 2 tháng 9 trong một cuộc xét nghiệm được tổ chức hàng tuần. Người này là một DJ tại một hộp đêm, không đi ra nước ngoài hoặc tiếp xúc gần với ca nhiễm nào được biết đến gần đây và bị bắt ngày 26 tháng 8 vì sử dụng ma túy. Người này bị giam tại một nhà tù ở Bangkok và hiện đã nhập viện. Những tù nhân từng tiếp xúc với người này đã được cách ly. Với ca bệnh mới nhất, Thái Lan cũng gặp tình huống tương tự như New Zealand hay Việt Nam, những quốc gia bất ngờ có ca lây nhiễm trong cộng đồng đầu tiên sau khoảng 3 tháng. Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ CDC vừa bất ngờ đề nghị các bang lên sẵn kế hoạch phân phối vaccine COVID-19 cho nhóm nguy cơ cao từ cuối tháng 10, vài ngày trước bầu cử Tổng thống. Một tài liệu của CDC Mỹ được giới truyền thông công khai cho biết, cơ quan này đã đề nghị cơ quan y tế các bang lên sẵn kế hoạch phân phối vaccine COVID-19 vào cuối tháng 10 tới. Có một điểm đáng chú ý là Mỹ hiện chưa có loại vaccine ngừa COVID-19 nào hoàn thành thử nghiệm giai đoạn 3, nên việc Mỹ để ngỏ khả năng cấp phép sử dụng vaccine COVID-19 trước khi kết thúc giai đoạn thử nghiệm lâm sàng thứ 3 là động thái tương tự như Nga đã làm, nhưng chính Mỹ đã từng mạnh mẽ chỉ trích cách làm của Nga trước đó. Thưa quý vị và các bạn, Lạc đà đóng vai trò quan trọng trong đời sống của người dân các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất UAE. Do đó, người dân nơi đây đã rất vui mừng khi cuộc đua lạc đà truyền thống được tổ chức trở lại sau nhiều tháng bị hoãn vì dịch bệnh. Hàng trăm con lạc đà đang chuẩn bị bước vào cuộc đua thú vị tại trường đua ở Abu Dhabi sau 5 tháng bị hoãn. Các biện pháp phòng bệnh được thực hiện nghiêm ngặt như việc cấm tụ tập quanh đường chạy của lạc đà, đeo khẩu trang khi tham gia cuộc đua. Lạc đà từng là biểu tượng của sự giàu có tại UAE. Ai có nhiều lạc đà thì càng chứng tỏ mình là người giàu có. Ngày nay, quan niệm đó không còn phù hợp. Tuy nhiên, loài vật này vẫn có thể là nguồn sinh lời cho chủ nhân của chúng. Giải thưởng cho chủ nhân lạc đà thắng cuộc, trước đây là hiện vật, thì nay đã được chuyển thành tiền mặt, thậm chí là xe hơi. Ngày nay, bao bì được làm từ nhựa được dùng rất phổ biến vì tính tiện lợi của nó. Nhưng hậu quả đi kèm đó là vấn nạn rác thải nhựa. Vì thế, việc tìm kiếm vật liệu thay thế cho bao bì nhựa luôn là mục tiêu mà các nhà khoa học và các nhà nghiên cứu đang theo đuổi.
tại quốc gia Trung Âu Slovenia. Một dự án mang tên BioCompact CE đang được triển khai. Những người thực hiện dự án mong muốn thúc đẩy việc sử dụng nhựa sinh học trong bao bì, loại nhựa sinh học có khả năng tự phân hủy trong môi trường tự nhiên. Nhưng một rào cản lớn trong việc phát triển các loại bao bì phân hủy sinh học đó là giá thành sản xuất rất cao. Do đó, dự án BioCompact CE đã tận dụng mọi nguồn lực, nghiên cứu và ứng dụng công nghệ mới để giảm thiểu giá thành sản xuất. Một thống kê cho thấy, các nước châu thải ra hàng chục triệu tấn rác thải nhựa mỗi năm. Do đó, việc sử dụng bao bì phân hủy sinh học được cho là sẽ góp phần giảm thiểu ô nhiễm rác thải nhựa. Chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên cũng xin khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Bản tin dự báo thời tiết thủy văn đêm mùng 4 ngày mùng 5 tháng 9. Mây thay đổi, đêm và sáng sớm có mưa rào nhẹ vài nơi, ngày nắng nóng, gió nhẹ. Nhiệt độ cao nhất từ 34 đến 36 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 28 đến 30 độ. Độ ẩm thấp nhất ngày 62 đến 67%. Mực nước trên sông Hồng tại thành phố Hưng Yên, mực nước cao nhất 1m50, mực nước thấp nhất 0m90.